Ngày nó kêu gọi đấy mà anh ấy nghe thấy ngày mùng 2, mùng 4 đấy có ai đâu. Riêng cái thằng mà chuyên ở trên Đắk Lắk này là cái thằng Biển Mặn đấy em. Thằng Biển Mặn là cái ngày gần đến ngày mùng 2 mới là nó lên nó làm ghê lắm. Anh cũng lên trên diễn đàn của nó, anh lý lẽ với nó. Xong rồi là nghe đâu là hôm qua bị bắt hay sao đó. Nhưng mà trên Đắk Lắk này cũng không có gì em ạ. À. Chỉ có thằng Biển Mặn ấy thôi chứ không có ai đâu. Thì Thằng thằng bị mặn đó, thằng đó thằng cuối bắt mà anh, thằng đó cuối bắt cái mãi nó đi, cho nó thằng bắt đi, lùa nó còn cái cho nó bắt hả, nếu thằng còn cái trộm nó con về đây điểm mặt ở nữa Đắk hả. Đắk Đắk này là còn cái con Huỳnh Thục Vy nó Huỳnh Thục Vy là bữa nay là nó con nó chưa đủ 24 tháng là chưa bắt nó được, cho nên là theo luật pháp là chưa bắt nó được, nó chờ vợ, bây giờ nó chờ vợ nó đi mổ ruột thừa. Nó nách đoạt xong rồi bổ từ từ xong là nó lại mang bầu đấy. Còn bây giờ cái tụi đào tặc này bây giờ nó lại nắm chuyện vậy đấy, nó mà mang bầu là nó nuôi nuôi con nhỏ thì nó lại không phải đi tù, cho nên là cái lũ này là bây giờ là suốt ngày có bầu, suốt ngày ốm, mà lúc nó làm bậy thì nó không ốm, nó không có bầu. Trời ơi, nó làm bài gì nó ốm chi, đang sướng gần chết mà ốm cái gì, đang sướng gần chết sao ốm đó, đúng rồi ốm sọ que nè, sọ lá là như vậy đó, mới là Con nó đúng Huỳnh mà là ba que sọ lá. Thì bởi em nói thằng chột cũng vậy, là bây giờ em nói thằng chột cái này bây giờ nó điên lắm rồi ha, con đi rẻ tiền. À mà để cho em chỉ cái thằng ba que sọ lá lính của bên đơn chột này, cái gì thằng này đâu rồi, cái gì Lena Đông Huynh, mày nói tao đỉ hả? Mày nói tao đĩ ha, thôi mày kêu mẹ mày làm đĩ á, làm đĩ cho Mỹ Đen á, rồi kiếm tiền rồi bán cà phê lu về chống cộng này nghe chưa, còn tao đâu có chống đất nước tao đâu mà tao làm đĩ lụt chúng mày hả, đóng hết cái lụt của chúng mày ấy với thằng chột rồi đó, kêu vợ Được con anh, mày đi cửa làm ăn cơm đi xong. hả? Lấy tiền về rồi chống cộng cực ngu cho lụt chúng mày hả. Bây giờ bên nó là ngày 4 tháng 2 gì, ngày 4 tháng 9 bên nó phải làm lật đổ cộng sản, làm lên lịch sử mà mặt bay tụi mới chui xuống cầm cầu hết đi cho tao, đặt bày mới lên mới đòi, mới nói là từ sướng mới nói đi cũng thắng rồi, không lật mà cũng thắng rồi, chúng bay từ thù dâm với nhau hả, nhục với con cá nục mới lật đi, lật cái mặt mà tụi bay cho lật nghe chưa, kêu thằng chột đi hả, mày yêu tao rồi đó về mày nhắn thằng chột á hả, mày kêu tên tao làm gì thua cộng sản hả, tao một con đàn bà đây nè mà tụi bay còn chưa thắng tao nè. Thôi rồi để cho có hai mắt rồi là em kết hôn với hắn cũng được, không sao cả. À, nói chung á giờ thôi em là nói kia, nếu mà một là nổ hai con mắt luôn là em cũng ráng đi cũng kết hôn nha, hoặc là em phải ráng làm vậy nè, mai mốt làm sư nương cho tụi ba que bay tao, tại vì bên kia là kêu đề gì sư ông bên rương chột, giờ bên trường nó lỡ yêu Hà My rồi mà Hà My đang ráng đi, mai mốt làm sư mẫu giùm tụi bay luôn, về đây có tay chân mình Hà My dẫn cho đi biểu tình nha ha, dẫn cho đi biểu tình nghe, về nhắn thằng chột giùm lấy cái gì huynh huynh đó nha, đấy đệ tử của bên rương chột đó, nhớ nhắn giùm sư ông tụi con nha, đắc độ đi nha, đắc độ cộng sản có sư nương đây nè, yêu sư nương dữ lắm rồi đó, yêu sư nương cộng sản đỡ đi à, yêu cho có đắc được không, cái gì con chó mày là thằng chó à, họ cái gì đéo mày đúng là biết chữ không mà biết còn không xong nữa, mày viết chữ sao ngu quá vậy, sư ông mày dạy chữ sao ngu dữ vậy hả, nói việt chữ Việt Nam mà viết không có dấu là tao biết mày ngu rồi, sư ông mày là ngu lắm, tao nói sư ông mày là thứ bán nước, mày đi theo sư mẫu mày đi, phải anh bị nó rồi cái lá cờ của mày ghi một đống phân nghe chưa, mày á mày là lính tay chân của thằng chột, ráp con mắt thì giống cho nó cho luôn chứ sao, ngày nào cũng lôi tên tao nó chơi hết á hả, cho nhanh đi tao đã nói rồi, mà cha mày hả, vậy là mày chửi mà cha mày đó thằng hả, là gì đúng huynh mày đang chửi mà cha mày đó, mày ngu quá nghe chưa, tao thách tụi bay đó, về đi 4 tháng 9 mày làm được lên lịch sử phải không, mày còn làm lịch sử nữa, lịch sử của tụi bay là lừa gạt dân dân, lừa gạt tiền cộng đồng mạng để ăn, tụi bay là lịch sử của chúng bay là lừa gạt nghe chưa, sư mẫu của mày á đâu có lừa gạt, còn sư ông mày mày đang lừa gạt bên trương chột á, đang lừa gạt chúng bay đó,
ngày nào trả lại dân dân trả lại cái mã cha tụi bay, dân dân ở đâu mà trả cho tụi bay, dân nào trả cho tụi bay thằng khốn. Mày đang ở Đà Nẵng ở đâu con cái cha mày, không mắc nào mày đòi lật đổ cộng sản hả, để hả để xây dựng lên đất nước hả, xây cái mạ mè tụi bay chứ xây hả, mày cái thằng chưa tao xây cho tụi bay một cái nấm mồ, cái thằng chột của mày á mày đưa ra đây nghỉ học hết đi rồi lật đổ cộng sản rồi cho đi học tiếp nữa. Tụi bay là lừa gạt là người ta thấy một lần nữa, mày lừa gạt ngày mùng 4 rồi bây giờ mày lừa gạt nữa đòi lật đổ cộng sản để cho đi học sinh nữa. Sao tụi bay còn cái gì nữa gạt nữa không bay? Ôi cha trời ơi, tụi bay giờ biết rồi làm chính trị làm gì? Giờ sao mày biết đi nghe thằng chồn chi vậy? Mày hâm tao làm gì? Hả? Anh Xuân Xuân Trần hả? Thấy vui quá anh mới đi về anh lên tí. Dạ, anh nói đi. Hồi hồi chiều em có coi được cái cuốn livestream của Thái Gò Công mà chửi đích danh thằng Benny Trương với Tăng Thái không? Anh coi sẽ sướng lỗ tai quá. Phải có Dạ có những người ở bài ngoài xuống đó, đó hả? ở Em bên nhảy đó thuốc người ta bay, chửi như vô vậy. bên luôn, nó giờ nó lôi tên em ra từ hồi sáng giờ luôn đó. Ngày hôm nay nó livestream 2 lần luôn. À, không có lỡ yêu rồi thì bây giờ làm sao? Yêu nó giờ sao giờ? Nó lật đổ cộng sản được thì nó yêu em chứ sao? Anh thấy là bây giờ anh nói thiệt với em, lên diễn đàn của em vừa vui mà anh cũng nói như thế này nè, đúng là tụi nó không biết nhục phải không, Dạ đúng rồi không đó biết anh. nhục, nó không biết xấu hổ, không có một tí gì cái lòng tự trọng. Mà cuối cùng anh nói với em thôi thì bây giờ cách nửa vòng trái đất của tụi nó, nhưng mà mình nói người dân mình trong này nè, đúng là cái người dân mình cũng những cái người mình nghe lời nó thì cũng chẳng ra cái hệ thống mày, Nó chẳng ra cái hệ thống là gì á. chẳng ra cái hệ thống gì. Tại vì thật ra mà nói nó, anh thấy nó la lên, nó cầm cái bình xăng đi đốt sạch giết sạch này nọ, thì mình là cái người đang sống mình phải biết động đầu suy nghĩ, đó là hành vi gì, cái hành vi tào lao, cái hành vi là hành vi Đúng coi như là mất nhân tính đó. Cho nên là anh em mình lên cộng đồng là mục đích là thế này, loan tỏa để cho bà con những người mà không hiểu nó là cứ như tầm bậy tầm bạ rồi dính vô tù vô tội rồi như là gây một cái di chứng cho gia đình phải không, khổ rồi, cái lý lịch mình lại thêm một cái phết đen trong đó nữa, có tốt đẹp gì đâu. Nó làm rầm rộ ghê gớm mà anh thấy có những cái thằng trong Việt Nam này cũng livestream nói chuyện với nó là đòi thế này đòi thế nọ đòi thế kia, mà anh nói thật với em đó, nó hứa ngày mùng 4 rồi tổng khởi nghĩa lật đổ rồi đó, là nó cứ đưa ra 100%. Anh thấy cuối cùng là anh thấy thật ra mà nó, cái đầu của tụi nó chứa cái gì ta, nó không còn cái lòng tự trọng. Một đứa nít lên năm mà nó nói nó lỡ sai lời gì của mình một lần hay 2 lần, bữa sau thấy nó mất cỡ mà biết cái lũ này cái lũ anh công nhận đúng không. cái mặt nó lì mà nó tụi này nó trai thiệt cái chứ, Ừ, không biết cái độ chai nó, cái độ lì nó cỡ nào, anh nói thiệt anh nó cả lên anh còn cái cược mặt luôn á anh, nó lên mà em thấy nó sự nó không còn gì hết. Bây giờ nó nói là mình không lật đổ ngày, mình không xuống biểu tình ngày 4 tháng 9, mình vẫn thắng. Ủa thắng cái chỗ nào, mình vẫn thắng. thiệt anh. Ở đây anh nói với em nhiều lúc là cứ đem cái trò nó ra làm trò hề, đôi khi là cho nó vui, chứ bây giờ nói nhét vô cái đầu nó mà hiểu biết và một chút gì gọi là kiến thức chính trị, kiến thức quốc thể là nó không có biết cái mạng gì. Hình như tụi nó không biết vậy mà sao nó sống được hai con cái nó bên bên đó tôn trọng nó là sao ta. Mình mà lỡ mà nó sai con mình bữa bữa nay bữa mai mình thấy nó xấu cái thứ bà luôn, mà nó lên cả cộng đồng rồi như là nó kêu này kêu nọ. Mà bây giờ nhìn về Việt Nam nó phải có một cái thông điệp, Việt Nam nó vẫn bình yên, nhân dân vẫn phát triển, cuộc sống có hạnh phúc bình yên thế này, để tự nhiên mình cảm thấy lòng tự trọng mình nó đau đớn nó xót xa đấy chứ. Mà cuối cùng tụi nó tới bây giờ phút này nó cứ yên tâm không, cái vậy là sao, ý nghĩa là sao ta. Đó là rồi anh nói ở bên kia, còn ở bên này những người dân Việt Nam mình cái thiển cận mà ngu dốt là nghe nghe theo. Anh cảm thấy là sao lại có những cái dạng người mà đần độn ngu si đến mức độ như vậy. Thật anh nói thiệt rồi, mà nói cái bệnh này là cái thuộc cái dạng cái bệnh nan y, nó đã ăn sâu vào 44 năm rồi. Bây giờ cái này, cái bệnh này là Bác sĩ bệnh xã ung Hồ Chí thư Minh là nguy hiểm. tao lóc mày khỏi vô ha, tao lóc Còn cái mày thằng nào á đó, cái thằng nào mà đụng tới bên cái là mới xúc phạm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh lóc ngay, không rồi cần phải phải tao phải luôn phải ai gì cho đó mày khỏi dòm tao. luôn. Thèm Hải Nguyên nữa mày vô nè, Hải Nguyên hả? Ừ tao nói mày vô đây Hải Nguyên cái nè, mày lật sức đột ngã mày bị mày lấy xô nước á vô trong bồn tắm mày lật cái cho nó nhanh hả, của cộng sản dễ lật lắm ha. Mà nói là mày nó gửi lời thẩm nó sư mẫu nè, sư mẫu yêu nó lắm. Bây giờ mày lỡ yêu tao rồi, cái chột mày lỡ yêu tao rồi thì ra cũng ráng yêu nó ha. Cười cái gì, cười Hải Nguyên mày lính mà mày cười tao làm gì. Là đưa đơn ra tòa ly dị rồi, nhưng bữa nay cứ chửi thoải mái, ngày mai coi nhau là thằng, chứ trước đây là bà là vợ, em cứ nói vậy đó À, đúng rồi đúng cái không?
mai là tòa kêu ra là đưa đơn ly dị rồi, nay vẫn còn vợ của Benny Trương, thì cứ mình nói cho nhẹ nhàng tí đi, cho gọi là có phúc ăn ủi hạnh phúc một tí đi. Dạ đó, thì bà xã của Benny Trương nó có tức tối gì cứ bữa nay cứ nói đi, cảm nghĩ thế nào nói đi, chứ anh À đứng ở không ngoài có anh đâu thấy em Benny ơi, Trương. kiểu như em gửi yêu cầu qua đây cho chị đi, chưa có. À, thì thôi cũng lên diễn đàn của em cũng Ê, cũng anh cũng cứ vừa nói đi, cứ vui mà nói cho xả chê stress là đi. có con rồi em ơi, cứ nói tí đi. Dạ. Cái Thì lên thì cuối cùng ok. anh chỉ có nhận xét như vậy thôi. Thì bây giờ cái điểm cuối cùng là thế này nè, không phải là qua cái ngày hôm nay đã chứng minh được là tụi nó là, nếu nếu người Việt Nam mình gọi là tụi nó sủa là cũng không sai, thật sủa đó, chính xác là sủa. Như vậy thì từ đây sắp tới không muộn, là nếu mà có nghe lời gì tụi nó sủa nữa thì bà con đừng có dại dột mà nghe theo lời nó. Thứ Tụi nhất là đó mất nó công sủa ăn cái chuyện cho mà làm cho sủa lỗ không vậy đó đó, anh. mất công Tụi nó ăn chuyện sủa cái làm cho rồi nó sủa bị lỗ không vậy á. bị bà con người ta coi Em thường gửi khinh yêu rẻ cầu. đi, thì bị pháp luật nó sờ gáy chi vậy, không có lợi ích cái gì, không có đem được lại cái gì hết, mà Em gửi thêm là thế nhưng. các bạn bè rồi bà con anh em người ta ghét. Anh cảm thấy Trời, mỗi lần cho có những vàng người vô dữ phản lắm ứng rồi từ nè, Benny cho vàng Trương này, cho vàng vô là rồi vô bịch này, bây giờ em bịch rồi nè. rồi Tân Thái lên nó cùng là hưởng ứng để mà kêu gọi đồng bào xuống đường. Anh không biết đúng là cái dạng tụi này là cái dạng đầu trâu mặt ngựa rồi đâu, chứ nếu mà là con người thì nhìn thấy nó rõ ràng ngờ ngờ đó. Hứa thì sung sức lắm, coi như làm ngày Chưa luôn 4 em, tháng 9 tôi là sẽ xuống cầu lật Bến đổ Tre cộng sản thế này em thế gửi nọ. Rồi xuống bây chị. giờ ngày 4 tháng 9 á, ngày 4 tháng 9 bao nhiêu em xuống dưới bị an ninh nó mời gì hết, bây giờ đang run lẩy bẩy ở trong trại giam đó. Vậy mà cuối cùng là cứ đứng sủa. Hồi chiều anh coi cuốn clip của Thái Gò Công, anh hết sức là bằng lòng. Bởi vì thế này nè, cái tiếng nói của những người mà ở bên nước ngoài á, Thái Gò Công á, người ta lên tiếng nói rất mạnh mẽ, cái tiếng đó là Nghe để cho lan tỏa bên bên thật bên tuyệt bên vời tụi nó trương thấy đó. trương nói thôi. Là Thái Gò Công có nói là tụi bay ác ác vừa bay xuống dân đi xuống dưới đó là chỉ có gặp tù tù tà tù Đúng rồi đầy anh, thái tụi. tụi này á là thằng bê đi chột nè, thằng thân thái này, con đôi sơn đào là cùng một phe, nó cùng một phe đó anh. Mà phe nó là tay sai của thằng đào Minh Quân, ba thằng này này là thằng đào của thằng đào Tục Quân. Em biết vô Đạo thằng luật. đào, vô diễn đàn của thằng đào Tục Quân á là vô chào thủ tướng ha, thủ tướng đào Minh Quân ha, tới thằng chột cũng vậy, bây giờ nó đuôi một con mắt rồi, nó cũng là thủ tướng ha, thủ tướng mà chạy muốn tuột cái quần luôn cũng còn thủ tướng. Em nói cái lũ này mà nó ngu cỡ này nè, nó tuột quần luôn mà vẫn còn được thủ tướng mới ghê chứ. Vậy mà nó thờ thủ tướng tuột quần đó. Đó, nó ngu nguyên một đám luôn, chứ mà nó ngu ngu một cách bình thường, nó ngu một Bây giờ cách cứ đơn hỏi giản về luôn, em, nó ngu mà bây không giờ cứ dạy, hỏi nó ngu. anh nói với em thế này nè, nhiều lần diễn đàn anh đã nói rồi, anh đã nghĩ bây giờ sau khi mà anh nói thì có lẽ là lan tỏa cho bà con cộng đồng thấy, cho lũ chúng nó hiểu. Bây giờ anh nói với em, nó Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ là cái bản đồ thế giới đâu, anh tìm cho tôi cái nước Việt Nam Cộng Hòa chỗ nào mà lúc nào cũng cầm cái cờ ba sọc đó là Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ chỉ cái nước Việt Nam Cộng Hòa nó nằm chỗ nào trên cái địa dư hành chính thế giới, chỉ đi. Có anh mắc cái gì anh cũng mắc, mắc luôn cả mạng sống anh á, toàn là tàu lao không. Cờ ba sọc là các cờ thôi chứ không phải là quốc kỳ. Cờ ba sọc là bây giờ muốn cấm đâu cấm, chứ mà đừng có dạy gì Việt Nam cấm là tao quánh chết bà bay luôn, ngu vừa vừa đó. Bởi vậy cho nên bây giờ thay anh hỏi em nha, cảm nhận của em nha, cảm nhận thật anh hỏi em nha, bây giờ lý do làm sao mà tụi nó thay phiên nhau mà nó sủa đến mức độ không khàn tiếng rồi, Thì em đã nói là có rồi, động cơ em gì? giải thích vậy là anh đã dễ hiểu này. Thằng đào Tục Quân á là muốn là về là lật đổ chế độ, nó muốn là đa nguyên đảo đàn, nó đang mơ mộng những cái chế độ cách đây là chính phủ lâm thời của chúng nó. À, chính phủ lâm thời của chúng nó là còn bây giờ là con đô sơn đào này giống như một tay sai, đang tụi nó đang mơ Đang mà lật anh, vào. mơ để lật đổ mà về làm thủ tướng. Nó tưởng tượng cách đây là trước cái gì năm 75 đấy, để về đào tụ quân của nó đó, mà cái tụi này nó mơ mộng cỡ này này. Bây giờ Việt Nam Không. của mình á, Rồi, của mình bây anh giờ khẳng đó, định điều này nè. Hà My nè, ấy anh nói thế này, mình nhìn vào thực tế nha. Anh biết chắc chắn thằng đào tụ quần á, bên anh nói theo em, Benny Trương nè, Tân Thái, nó chắc chắn là nó biết là cái chuyện này là trong ảo tưởng, là quan tưởng. Nhưng mà vì sao anh đang muốn hỏi em, theo nhận định của em là cái động cơ nào mà để nó phải sống ảo? Động nó cơ lừa nào? gạt tiền dân dân lại kiếm đồng tiền để nó ăn. Tụi này lợi dụng, nó gom tiền những cộng đồng bên mạng, nó lừa gạt hết người này kia để lấy tiền thêm đó, nó sống nó ăn chứ gì anh. Đúng Nó rồi, đúng chúng rồi. nó là toàn lừa gạt, nó lừa gạt những đồng tiền, những người cộng đồng của nó rồi chia nhau để ăn. Tụi này để lừa gạt để nhau mà ăn.
đâm ra tụi mà dưới tụi em phải lên tiếng nói, nó đâm ra tụi này nó tức lắm, nó sẽ tới cộng đồng bên bên hải ngoại á là bớt tiền đi, nó khỏi ăn nó khỏi sủa đi, chứ cái lũ này nó làm gì mà nó yêu dân dân yêu đất nước, nó yêu Đúng cái gì, rồi. nó yêu cái đồng tiền, nó yêu Đó, cái đó, đồng đó, đó. tiền gạt các đồng cộng đồng bên hải ngoại để Đúng nó rồi. gạt với nhau để nó lợi dụng với nhau để nó ăn. Bởi em nói là cái lũ này là cằn bà, à, nó cằn bà là Đúng chỗ rồi. nào, nó cằn bà nó lừa gạt, nó bên đó nó gom tiền một số nhiều, đầu nó mà chuyển tiền qua về, mà những đứa tại Việt Nam, chú cô tại Việt Nam này nó gửi về một số ít thôi, còn bao nhiêu nó ôm nó ăn hết, rồi bắt đầu hả nó mơ mộng cái hảo quyền cái gì, còn một cái lũ lừa gạt hết, bẩn thỉu hết. Đó, chính xác, anh đang hỏi cái đó là được 10 điểm kết quả đó. Bây giờ cái động cơ đó là động cơ, tức là hành vi lừa đảo của tụi nó có băng có nhóm, nếu có gọi là nó tranh thủ thì giống như cái món giống như cái nghề kinh doanh của nó bên bên đó đó, là hàng mấy chục tổ chức, tức là liên tục phải đưa lên chống cộng để mục đích làm sao? Là cứ xin quyên góp, tức là tối thì lên là chim chống cộng, ban ngày thì đi quyên góp, tức là đi đi xin, gọi là cái kit đi xin đó, tới từng nhà. Bây giờ tôi ở trong tổ chức đó có những người lên chống cộng này nọ, thì những người người ta có một số người sau 30 tháng 4 người ta qua đó thì ta đấu đầu với cộng sản, ta nghe giống như người ta móc ra cũng giống như mà tiền bố thí á, mà 50 đô 20 đô 10 đô vẫn được, lấy làm cái kiếp ăn mày. Nó có tiền bắt đầu em biết sao không? Có tiền để bắt đầu em biết sao không? Là nó gỡ về Việt Nam, gỡ về Việt Nam thì gặp những cái thành phần, thứ nhất này anh nói những cái thành phần ở trong Việt Nam mà thêm thế này nè, thành phần là vô công rủ nghề, không có công ăn chuyện làm, thành phần chán đời bất mãn, thành phần ngu dốt, có ba cái thành phần này cộng lại, tức là sau khi đó nó gỡ diện ít, tức là thay vì 10 đồng ở bên đó nó quyên góp bên đó thì nó đem về đây 3 đồng, còn 7 đồng tụi nó bỏ túi riêng nó ăn ông nội cha nó bên đó là còn 3 đồng, 3 đồng thì đem về đây á, nó đầu xuôi đuôi lọt á, thì trốn biểu tình chạy được, còn không thôi thì bị như là an ninh người ta bắt vô tù. Cái đó là cái rõ ràng mà anh nói ngược lại quá khứ nha, anh nói với em Hà My ngược lại quá khứ. Cái mới giải phóng á, là cái năm đất nước lên chúng ta là còn rất là khó khăn, rất là khó khăn cả về chính trị, cả về quân sự, cả về kinh tế, cả về đối nội đối ngoại, nó rất khó khăn. Phần thì đánh Trung Quốc, phần thì như tụi anh là đến bên Campuchia, rất là khó khăn dân khổ. À, phần ở trong nước thì có thổ phỉ, thì lúc đó anh em biết là một cái tổ chức là Hoàng Cơ Minh á, Hoàng Cơ Minh đó nha, là có cả này lính nè, có cả vũ khí này, có cả này nọ, nhưng mà cuối cùng cái té té lẻ rồi, Hoàng Cơ Minh cũng là một tay lừa đảo. Tức là báo với bên Mỹ á, lúc đó báo bên Mỹ là lúc đó chưa có thông thường, báo bên Mỹ là 10.000 quân về tại Việt Nam chuẩn bị tấn công cộng sản. Em biết toàn bộ các khối Việt kiều bên đó là toàn bộ các nước nó cũng ủng hộ giúp biết bao nhiêu triệu đô. Nhưng mà té ra Hoàng Cơ Minh về đây là lính chưa tới 100 thằng mà báo bên Mỹ là 10.000. Cho nên anh nói cái mầm mống sinh ra đầu tiên là Hoàng Cơ Minh á, là đã là lừa đảo rồi. Nó biết khi mà nó về đây nó biết là cộng sản không thể, ngay cái lời phát biểu của ta Thiệu đó với Lê Kỳ đã nói chống cái gì mà chống, mà đã chấp Tụi nhận này thua thua. tụi này nó vừa lừa gạt mà nó vừa, anh chị biết sao, nó vừa ý khủng bố người ta. Những người nào mà yếu bóng vía là tới nhà cửa người ta, nó hâm Ừ luôn, nó đó không đúng rồi. uống bán được luôn, nó tới cửa hàng người ta nó quậy, bắt buộc người ta phải đóng tiền. Mà tụi này nè nó nghĩ vậy hả, rồi tụi này nó còn thua là lũ ăn cướp nữa, nó ăn cướp là cái gì không, nó ăn cướp trên tay người ta, rồi bắt đầu nó đi lừa gạt dân dân, lừa gạt đồng bào của nó hiện tại sống tại hải ngoại. Bay đừng Đúng có nói rồi. cái chữ mà bay nói là tàu cộng gì nằm đây hết á, bay nói bừng nói là lòng yêu dân không ăn tiền, cái lũ chúng bay mà không ăn tiền bay bay mày là sủa hả, lũ chúng bay là lũ mà cho hoang, thấy chưa, lũ bay là làm một Anh cái nói cho với hoang em, nước Việt Nam đấy. anh nói với em nhiều lúc coi cái băng của ta Benny Trương ở Tân Thái, anh nghĩ nó hiến kế đấu tranh, nghĩ thì người ta cười, nó nói bây giờ á, cái thằng Tân Thái nó nói là bây giờ hôm anh nghe nó một cuốn livestream đó, là bây giờ là chiến dịch dù, thì anh nghe chiến dịch dù, tôi Ok nghe nha, chiến dịch là ok nó ghê gớm. em được nha, À, ok. nghe nghe chiến dịch dù, à, cuối cùng nó giải thích vì sao em biết cái dù không? Nó nói bây giờ đồng bào ra là mỗi người phải cầm một cái Ok. dù, tức là giật cái ô che nắng che mưa đó, cái dù á, khi gặp công an an ninh mà nhào vô là dùng Số cái đó để mà móc cái chân, để mà móc cái chân cộng sản. Rồi bữa nay Tân Thái nó lại nói là bây giờ dùng cái canh xăng đi giác đôi mà đốt, nó cái trò mèo, anh nói thiệt, cái người nào mà dốt em nhất á, cho em 5 người nào phút mà em dốt chữa cái nhất tụi này cái đã, hỏi thế nha. luôn. Hãy ngô hả, cái lũ tụi bay đó hả, hãy ngô bây giờ để em chữa tụi này cái đã. Hãy ngô mày nói phải không, lũ chúng bay mà, tụi chúng bay mày nói là ngày 4/9 mày lật đổ cộng sản mà, mày làm lịch sử lên của chúng bay mà, tụi bay nhục chưa, bay nhục còn thua một con chó nữa biết chưa, bay nhục lắm, bay nhục hả, còn bay Em chúc bà lát con để em mở lên dạ.